Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Máy bay chiến đấu Nga xuất kích chặn UAV áp sát Crimea. Điểm danh dàn vũ khí Nga dùng để săn phẳng cơ sở quân sự Ukraine. Sự khởi đầu của kỷ nguyên vũ khí không thuốc súng. Cuộc phản công của Ukraine bị chia rẽ ngay ở cấp cao nhất. Tổng thống Ba Lan lên tiếng việc Nga đưa vũ khí hạt nhân sang Belarus. Câu hỏi còn nên tấn công nữa hay không? Khi các nhà lãnh đạo cấp cao của Ukraine dường như đang bị chia rẽ về chiến lược diện rộng. Tờ CNN của Mỹ cho biết cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine vẫn chưa đạt được tiến bộ lớn. Tổng thống Zelensky có thể đứng trước hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục phản công với rủi ro cao và thiệt hại cao. Hai là củng cố và chờ đợi thời cơ. Một quan chức lãnh đạo của Kiev đã tiết lộ với giới truyền thông rằng giới lãnh đạo cấp cao của Ukraine đã bị chia rẽ về các vấn đề chiến lược và hiện tại đã chia thành hai phe, củng cố và chờ đợi thời cơ, và tiếp tục tiến lên. Cùng với đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine đã tung nốt lữ đoàn tấn công đường không số 82, được biết đến là một trong những lực lượng mạnh nhất của nước này, tham gia cuộc phản công ở hướng Zaporozhye. Được biết, đây là lần đầu tiên lữ đoàn 82 vào chiến trường. Hai lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 46 là một trong những lực lượng dự bị lớn cuối cùng của Ukraine, được trang bị những vũ khí tối tân nhất do phương Tây chuyển giao và do Cố vấn quân sự NATO trực tiếp huấn luyện. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng không có đơn vị nào có thể chiến đấu mãi mãi. Một khi lữ đoàn 82 rút lui để nghỉ ngơi hoặc điều chỉnh lực lượng, Ukraine có thể khó luân chuyển các đơn vị có hiệu quả chiến đấu tương đương. Việc này cũng có thể khiến cuộc phản công mất đà. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, giới lãnh đạo Ukraine đã bị chia rẽ về các vấn đề chiến lược trước mắt và chia thành hai phe. Một phe muốn củng cố những lợi ích hạn chế mà Kiev đạt được cho đến nay và chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga vào mùa thu và mùa đông. Phe còn lại ủng hộ việc tiếp tục tấn công, cho rằng những lời chỉ trích hiện có là sự thiếu kiên nhẫn bị hiểu nhầm. Có thông tin cho rằng tướng Valery Zaluzhny, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine thuộc phe thứ hai. Theo các thông tin, các quan chức phương Tây hiện đã bày tỏ rõ ràng mối quan ngại của họ về tiến độ chậm chạp của phía Ukraine. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông phương Tây đã phóng đại nhiều chi tiết về tiến trình của cuộc xung đột. Một trò chơi đổ lỗi dường như đang diễn ra ở Kiev. Có cảm giác rằng những quan chức chính phủ này đã bị chỉ huy quân đội Ukraine lừa dối về tiến độ của cuộc phản công. Khi lãnh đạo quân đội Ukraine đã cung cấp cho họ những ước tính quá lạc quan, điều này khiến họ rất không hài lòng. Nguồn tin từ các quan chức dân sự chính phủ Ukraine được CNN trích dẫn cho biết. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzhin từ chối bình luận về nguồn tin và trả lời trong tuyên bố rằng lãnh đạo cấp cao quân đội và chính phủ sẽ gặp nhau trực tiếp và cái gọi là bất hòa là một trong những chiến dịch tuyên truyền của Nga. Khi cuộc phản công trên hướng Orekhiv thuộc miền trung tỉnh Zaporizhia không tiến triển, quân đội Ukraine cuối cùng đã triển khai lực lượng khủng nhất của mình là lữ đoàn tấn công đường không số 82 với 2.000 quân vào chiến trường. Tờ Forbes của Mỹ đưa tin, đây là lần đầu tiên lữ đoàn 82 vào chiến trường. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ đã đề cập trong bản tin đánh giá hàng ngày vào ngày 15 tháng 8. Vào ngày 15 tháng 8, Ukraine đã đưa thêm các lữ đoàn chiến đấu đến phía tây Zaporozhye. Vào ngày 15 theo giờ địa phương, một đoạn video cho thấy một UAV tự sát của Nga đã đánh trúng vào một chiếc xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất. Nga hiện đã phát hiện ít nhất một chiếc Stryker và một xe chiến đấu bộ binh Warsaw của lữ đoàn đường không 82. Quân đội Ukraine chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của đơn vị này trước đây. Vì vậy, hiểu biết của bên ngoài về lữ đoàn này còn hạn chế. Nhưng theo các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc hồi đầu năm nay, lô vũ khí tốt nhất mà nhóm NATO chuyển giao cho Ukraine đã được trang bị cho lữ đoàn tấn công đường không số 82. Số này bao gồm 40 xe chiến đấu bộ binh Wessel của Đức và 90 xe bọc thép Stryker của Mỹ. Cả hai phương tiện chiến đấu đều được trang bị cảm biến và máy ngắm hiệu suất cao, đồng thời có đủ không gian cho một tiểu đội bộ binh chiến đấu. Các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ trước đây cho thấy, lữ đoàn 82 là đơn vị duy nhất trong quân đội Ukraine được trang bị cả hai phương tiện chiến đấu trên. Nhưng mặc dù xe chiến đấu bộ binh, Wessel và Stryker rất xuất sắc trong chiến đấu, nhưng không đủ hỏa lực để có thể đương đầu với xe tăng Nga. Để đảm bảo hỏa lực cho lữ đoàn 82 chiến đấu, lữ đoàn cũng được trang bị 14 xe tăng Challenger 2 của Anh. Được biết, Ukraine cũng đã điều chuyển một số binh sĩ xe tăng từ lữ đoàn dù 25 và lữ đoàn xung kích đường không 80 sang Anh để tiếp nhận khóa huấn luyện xe tăng Challenger 2,
sau đó giao những binh sĩ đã qua huấn luyện này cho Lữ đoàn 82. Theo truyền thông Ukraine, Lữ đoàn 82 là sự kết hợp giữa các phương tiện chiến đấu có tính cơ động cao của NATO và lực lượng xe tăng, khiến Lữ đoàn 82 trở thành mũi đột phá, có thể nhanh chóng xuyên thủng tuyến phòng thủ của đối phương. Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông chỉ ra rằng binh lính dù mạnh đến đâu cũng cần phải nghỉ ngơi. Nếu lữ đoàn tấn công đường không 82 của Ukraine mất sức chiến đấu, thì quân đội Ukraine có thể sẽ hết lực lượng để thay phiên nhau phản công và có thể mất đà vào lúc này. Tờ CNN của Mỹ cho biết cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine vẫn chưa đạt được tiến bộ lớn. Tổng thống Zelensky có thể đứng trước hai sự lựa chọn, một là tiếp tục phản công với rủi ro cao và thiệt hại cao, và hai là củng cố và chờ đợi thời cơ. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói Ba Lan đang nhìn thấy Nga chuyển một số lượng vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus, bước đi mà ông cho rằng sẽ thay đổi cấu trúc an ninh toàn bộ NATO. Tổng thống Ba Lan nói Warsaw đang nhìn thấy Nga chuyển một số lượng vũ khí hạt nhân tầm ngắn sang nước láng giềng Belarus, một động thái mà ông cho rằng sẽ thay đổi cấu trúc an ninh của khu vực và của toàn bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quả thực quá trình này đang diễn ra và chúng tôi đang nhìn thấy điều đó, Tổng thống Duda nói. Ông Duda không đưa ra thông tin chi tiết nhưng nói rằng rõ ràng điều đó đang thay đổi cấu trúc an ninh ở khu vực châu Âu của chúng ta. Cả NATO, Nga và Belarus đều chưa có phản ứng gì với lời báo động của Tổng thống Ba Lan. Máy bay chiến đấu Nga xuất kích chặn UAV áp sát Crimea. Vào ngày 22 tháng 8, hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper và TB-2 Bayraktar khi đang tiến hành trinh sát trên không ở Biển Đen gần bán đảo Crimea đã bị các phương tiện kiểm soát không phận của lực lượng không quân Nga phát hiện. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo Bộ Quốc phòng Nga, để ngăn chặn nguy cơ xâm phạm biên giới Nga và đối phó với các hoạt động trinh sát, hai máy bay chiến đấu của Nga đã được xuất kích để ngăn chặn các máy bay không người lái UAV. Do hành động này, các máy bay không người lái đã đổi hướng bay và rời khỏi khu vực đang tiến hành trinh sát trên không, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Những tuần gần đây, Ukraine được cho là tăng cường nhắm vào Crimea bằng các thiết bị không người lái và tên lửa tầm xa. Chỉ riêng tuần trước, các hệ thống phòng không của Nga đã chặn một cuộc tập kích tên lửa và bắn hạ ít nhất 20 UAV nhằm vào Crimea. Đã bị các phương tiện kiểm soát không phận của lực lượng không quân Nga phát hiện, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, để ngăn chặn nguy cơ xâm phạm biên giới Nga và đối phó với các hoạt động trinh sát, hai máy bay chiến đấu của Nga đã được xuất kích để chặn các máy bay không người lái UAV. Do hành động này, các máy bay không người lái đã đổi hướng bay và rời khỏi khu vực đang tiến hành trinh sát trên không, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Những tuần gần đây, Ukraine được cho là tăng cường nhắm vào Crimea bằng các thiết bị không người lái và tên lửa tầm xa. Chỉ riêng tuần trước, các hệ thống phòng không của Nga đã chặn một cuộc tập kích tên lửa và bắn hạ ít nhất 20 UAV nhằm vào Crimea. Ngoài ra, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tập kích liên tiếp bằng UAV vào thủ đô Moscow và các vùng biên giới của Nga. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 22 tháng 8 cũng xác nhận các máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã phá hủy một xuồng trinh sát trên biển của Ukraine gần các cơ sở khí đốt trên Biển Đen. Một ngày trước đó, Nga cáo buộc Kiev tìm cách tấn công các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Các máy bay này đã bị lực lượng phòng không Nga phát hiện và chế áp bằng hệ thống tác chiến điện tử. Máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã mất kiểm soát và lao xuống Biển Đen ở khu vực cách bán đảo Crimea 40 km. Tuần trước, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasily Maliuk thừa nhận Kiev đứng sau vụ tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào cầu Crimea vào hôm 17 tháng 7. Ông Maliuk khi đó tuyên bố sẽ còn nhiều vụ tập kích như vậy trong tương lai. Nga sáp nhập Crimea từ tháng 3 năm 2014, sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Moscow coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Kể từ đó đến nay, Moscow đã tăng cường hệ thống phòng thủ với niềm tin biến Crimea thành pháo đài bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Crimea liên tục bị tập kích sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố Kiev sẽ giành lại Crimea bằng biện pháp quân sự nếu Nga không rút quân khỏi bán đảo này. Ông khẳng định việc giành lại Crimea chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác, ông cũng thừa nhận đây là mục tiêu không hề dễ dàng. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov ngày 22 tháng 8 tuyên bố Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhằm vào Crimea trong vài ngày tới. Giới chức Ukraine từng tuyên bố sẽ tiến quân vào Crimea khoảng cuối năm nay. Tuy nhiên, giới lãnh đạo và chuyên gia phân tích phương Tây tỏ ra hoài nghi về khả năng Ukraine trong việc giành lại Crimea trong tương lai gần. Điểm danh dàn vũ khí Nga dùng để săn phẳng cơ sở quân sự Ukraine. Nga đã sử dụng một số mẫu tên lửa uy lực được khai hỏa từ đất liền, máy bay quân sự và tàu chiến để vô hiệu hóa các cơ sở quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt được Tổng thống Putin thực hiện tại quốc gia láng giềng.
Nga từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Quân đội Nga sau đó xác nhận họ chỉ sử dụng những loại vũ khí chính xác nhắm vào các cơ sở quân sự của Kiev và khẳng định các loại vũ khí này không nhắm vào các thành phố cũng như dân thường. Đầu tiên phải kể đến đó là hỏa thần Kalib. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã mở màn chiến dịch với 30 tên lửa hành trình 3M14 Kalib. Đây là loại tên lửa hành trình hiện đại hàng đầu trong biên chế quân đội Nga, được thiết kế để khai hỏa từ tàu ngầm và tàu chiến mặt nước. Kalib được Nga lần đầu thực chiến năm 2015, thời điểm Nga khởi động chiến dịch can dự ở Syria. Kalib sau đó được bắn đi từ tàu chiến trên biển Caspian, bay qua không phận Iraq và Iran, trước khi đánh trúng nhiều mục tiêu IS trong lãnh thổ Syria từ khoảng cách 1.500 km với sai số chưa tới 3 mét. Kalib có nhiều biến thể hoạt động tương tự như tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ, trong đó đáng chú ý nhất là biến thể 3M14. Được bắn từ tàu nổi có tầm hoạt động là 2.500 km, mang đầu nổ 400 kg và bay ở tốc độ cận âm. Kalib sử dụng các hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh GLONASS, dẫn đường quán tính và radar chủ động ARGS-14E, kèm theo một hệ thống đo độ cao và khớp ảnh địa hình, giúp nó tự điều chỉnh đường đi theo thực địa và bám sát mặt đất cũng như mặt nước để tránh radar của đối phương. Hạm đội Biển Đen của Nga sở hữu nhiều chiến hạm có thể triển khai tên lửa 3M14, bao gồm 3 tàu hộ vệ đề án 11356M, 4 tàu tên lửa đề án 21630 cùng 6 tàu ngầm đề án 6363, còn được gọi là lớp Kilo cải tiến. Ngoài ra có các mẫu tên lửa hành trình phóng từ máy bay. Ngay từ ngày đầu giao tranh, Nga đã săn phẳng khoảng 80 cơ sở quân sự mặt đất của Ukraine. Tờ The Drive dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Nga gần như chắc chắn đã sử dụng khoảng 75 máy bay ném bom hạng nặng và hạng trung để khai hỏa tên lửa vào quốc gia láng giềng. Các máy bay ném bom hạng nặng có thể là Thiên Nga Trắng, Tu-160 và Tu-95MS hoặc Tu-22M3. Trong khi đó, các phi cơ hạng trung có thể là Su-24 và Su-34 thú mỏ vịt. Trong số này, bộ đôi oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS và Tu-160 có thể phóng nhiều loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất với tầm bắn lớn, có thể kể tới như KH-101 và KH-555. KH-101 là tên lửa hành trình cận âm hiện đại, tàng hình, có tầm bắn tối đa là 4.500 km. Mẫu vũ khí này được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua vệ tinh, giúp nó có khả năng thay đổi đường bay và mục tiêu linh hoạt. Với động cơ tuabin phản lực TRDD-50A, KH-101 bay hành trình ở vận tốc khoảng 700 km/h, diện tích phản xạ radar chỉ 0,01m², cùng độ cao hành trình chỉ 30-70m, khiến KH-101 rất khó bị phát hiện bởi những hệ thống cảnh giới mặt đất. Mẫu còn lại, KH-555 là phiên bản cải tiến của tên lửa KH-55, có tầm bắn khoảng 2.000 km. Ưu điểm của dòng tên lửa này là khả năng bay bám địa hình ở độ cao rất thấp để tránh bị phát hiện cũng như bị bắn hạ. KH-555 được lắp đặt thiết bị định vị vệ tinh và đầu dò quang điện tử, cho phép tăng độ chính xác tới 5 lần so với mẫu KH-55 nguyên gốc. Mẫu KH-555 đủ khả năng mang đầu đạn nổ nặng 450 kg. Dù không mang theo đầu đạn hạt nhân, nó vẫn có thể san phẳng một cơ sở quân sự loại nhỏ hoặc các kho, bãi tập kết, thiết giáp, nhiên liệu. Tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M. Ngoài tên lửa hành trình, Nga được cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M nhằm vào các cơ sở quân sự ở Ukraine. Lầu Năm Góc ước tính khoảng 100 tên lửa đạn đạo chiến thuật đã được khai hỏa trong những giờ đầu của cuộc xung đột, xuất hiện từ những năm 1996 và biên chế cho quân đội Nga vào năm 2006. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander được thiết kế để thay thế các tên lửa chiến thuật Tokau đời cũ dưới thời Liên Xô, với khả năng tấn công chính xác mục tiêu trong tầm bắn từ 50 đến 480 km. Iskander hoạt động theo nguyên tắc bán đạn đạo có trần bay 50 km và hồi quyền để lao vào mục tiêu với đường bay độc đáo. Iskander sở hữu khả năng tàng hình và phòng thủ chủ động để đánh lừa radar đối phương, biến nó thành một trong những loại vũ khí răn đe hiếm hoi đủ sức xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa trên thế giới. Mỗi tên lửa Iskander phiên bản đầu có trọng lượng khoảng 4 tấn, dài 7,3m, đường kính thân là 0,92m, tốc độ bay trên Mach 7. Với sức công phá, đầu đạn tên lửa Iskander có phiên bản hạt nhân. Nhưng thông thường, nó được thiết kế để mang theo đầu đạn phi hạt nhân như đạn nổ mảnh, đạn chùm, nhiệt áp, xuyên phá hầm ngầm và xung điện tử.
Moscow hiện sở hữu trên dưới 100 tổ hợp Iskander, triển khai dọc đất nước và ở vùng Kaliningrad, vùng lãnh thổ nằm giữa Litva và Ba Lan. Nga luôn coi Iskander là một phần của chiến lược răn đe ở châu Âu. Một số nguồn tin còn cho biết, ngoài Iskander-M, Nga đã sử dụng tổ hợp tên lửa hành trình Iskander-K để tấn công cơ sở quân sự của Ukraine trong những ngày đầu giao tranh. Tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn Tokka SS-21 Scarab cũng đã xuất hiện trong những ngày đầu chiến dịch của Nga. Đây là biến thể nâng cấp của tên lửa Tokka đời cũ, được phát triển từ những năm 1968 để thay thế đạn tên lửa chiến trường Frog 7B có tầm bắn khoảng từ 120 đến 140 km. Sự khởi đầu của kỷ nguyên vũ khí không thuốc súng. Một đầu đạn nhỏ cũng có sức công phá cực lớn và nhanh hơn vận tốc âm thanh. Đó là sản phẩm của súng Dry, một loại vũ khí khủng khiếp sẽ xuất hiện trên chiến trường trong tương lai gần. Thực tế là kỷ nguyên của vũ khí không thuốc súng đang đến gần, được nhắc đến đầu tiên sau ngày 10 tháng 12 năm 2010, khi Mỹ thử nghiệm thành công súng Dry được phát triển bởi BAE System với dung tích 33 megajoule với vận tốc ban đầu là 2.520 m/s. Kể từ đó, mẫu thử nghiệm được bắn hơn 10.000 lần. Một số đoạn video đã được đưa lên YouTube. Đã có nhiều ý kiến bàn tán xung quanh việc sản xuất thế hệ đầu tiên của những vũ khí loại này trên chiếc tàu khu trục DDG-1000W. Vận tốc của đầu đạn trong tương lai sẽ tăng lên 5.800 m/s, tốc độ bắn từ 6 đến 15 lần một phút và tầm chính xác lên đến 370 km. Năng lượng sẽ tăng lên đến 64 megajoule và thiết bị sẽ tiêu hao ít nhất là 16 megawatt. Hoàn toàn phù hợp với lõi năng lượng tuabin ga 72 MW của tàu. Trong khi đó, một đơn vị năng lượng cần để tạo ra một lần bắn của súng Dry chiếm lấy một phòng nhỏ trong trung tâm phát triển của Hải quân Dahlgren của Mỹ, nơi các buổi thử nghiệm được tiến hành. Thực tế, chương trình này vẫn chưa được đưa vào quân đội. Nếu dự đoán được cho là phù hợp, súng Dry có thể sẽ xuất hiện trong Hải quân Mỹ trong vòng 10 đến 15 năm nữa. Ở Nga, vũ khí Dry được phát triển bởi các nhà khoa học từ Statovsky, một nhánh của Viện Hợp tác High Temperature. Họ lựa chọn một con đường khác biệt so với người Mỹ. Nhà sáng chế ra súng Dry ở đây quyết định không sáng chế lại con quay và đề xuất một hướng giải quyết ít nhiều liên quan đến đầu đạn pháo để giải quyết vấn đề tiêu thụ năng lượng. Vỏ đạn có thuốc súng trong súng Dry Asimovic đóng vai trò như một nguồn tạo ra vụ nổ từ. Bên trong súng là một súng khác, một súng nhiệt điện, nơi đạn được đặt vào. Nó khác với súng Dry do không có ray và gia tốc có được từ sức ép tạo ra từ sự phóng tức thời plasma nhiệt độ cao. Hệ thống phòng thủ tên lửa bằng Dry Gun cần ít nhất một thập kỷ nữa mới trở thành hiện thực. Nhưng các quan chức Bộ Quốc phòng tin rằng các viên đạn của vũ khí này có thể được sử dụng sớm hơn nhiều. Chúng được lấp đầy bởi các viên Wolfram, cứng hơn bất cứ loại thép nào. Các quan chức cho biết chúng sẽ có giá chỉ từ 25.000 USD đến 50.000 USD. Một món hời nếu so với một quả tên lửa đánh chặn giá 10 triệu USD. Với năng lượng điện cần để khai hỏa một khẩu Dry Gun, nghĩa là ban đầu nó được sử dụng như một loại vũ khí đặt trên tàu. Chỉ có lớp tàu khu trục Jumwatt có máy phát điện với công suất lớn như vậy. Hải quân chỉ đang chế tạo thêm 3 chiếc trong lớp tàu khu trục này. Vì vậy, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu để đưa loại đạn này lên các khẩu pháo hiện tại trên các loại tàu khác cũng như cho pháo binh. Hiện tại, khẩu Dry Gun này vẫn còn nhiều rào cản kỹ thuật trước khi nó sẵn sàng xuất hiện trên chiến trường. Các nhà hoạch định chính sách cũng phải cân nhắc các câu hỏi về địa chính trị. Nga và Trung Quốc luôn xem Dry Gun hay các tiến bộ khác trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là một mối đe dọa cho cân bằng quyền lực thế giới, bởi vì nó có thể vô hiệu hóa kho vũ khí tên lửa của riêng các quốc gia này. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh Tin Tức Việt. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!